Rồi, Zalo Nghĩa xin mến chào thầy các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với bên kênh Shop Trung Nghĩa Mai Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày đầu tuần. Thì bên em cũng tranh thủ lên cho các bác là có một lô máy cưa xích, dòng máy cưa mini hàng Nhật Bãi được các bác nhá. Và cũng như mọi khi thì hôm nay thì bên em tranh thủ lên cho các bác là gồm có tất cả là 14 con máy nhá, 14 cây. Và trong đó thì em lên cho các bác là có 4 con máy cưa xích này, 4 con máy bơm nước mini này. Và còn lại cho các bác là được 10 con máy cưa xích. Đấy, cưa bên em thì đều đa số là cho các bác là đều cưa sử dụng gia đình tầm trung, cỡ khai thác tầm trung trở lại các bác nhé. Ví dụ như con cưa xích của Echo dòng V361 này. Con này thì nòng 36cc, nòng nó cũng được đực 394 mini, sử dụng cỡ gia đình rất là ngon rồi. Đấy, các bác có thể cưa khai thác như gọi là cưa keo, cưa sử dụng cưa củi gia đình trở lại. Đấy, còn những con máy như con Shinowa 3009 này, Shinowa 3009, rồi Shinowa 352, rồi Shinowa con này là con Echo Curit 3004. Đấy, rồi Echo trắng 3005 và có Shinowa E300 này, đen trắng này, đỏ trắng này và có hai con tay cụt, hai con tay dài, một con là Talaka, một con là Makita rất là đẹp. Có con Homini này siêu mới luôn. Đấy, các bác nào cưa sử dụng gia đình nhá, để sưu tầm luôn, con này rất đẹp. Và một con máy cưa cụt giá rẻ. Trong đó thì em cũng lên cho các bác là 4 con bơm nước mini, 3 con máy 2 thì và một con 4 kỳ nhá. Và các bác mình xem qua những con máy trên mà các bác mình muốn mua hàng và đặt hàng thì các bác chỉ cần liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng đây thôi. Em sử dụng qua một đầu số duy nhất các bác nhé. Số của em là 0947594 và có số 678 đuôi. Số này thì em luôn dùng Zalo và kênh em là kênh Shop Trung Nghĩa Mai Nhật Bãi. Các bác mình mua hàng là em không lấy tiền cọc nhé. Mua hàng bên em không lấy cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ rồi mới thanh toán. Giá trên thì em đã bao ship rồi và tặng đủ đồ cho các bác. Máy cưa xích gồm có 3 món. Thứ nhất là tặng cho các bác một cái tip mở này, để các bác mở đầu nhỏ là 5C này, mở buji này. Và tặng cho các bác một cái buji mới nhé. Buji mới để các bác mình thay thế. Đấy, lâu lâu mình bỏ ra thay thế này. Cái này là buji của Estin. Đấy, một cái rũa. Và ngoài ra nữa thì bên em cũng có bán kèm theo cho các bác này. Có nhất động cơ 2 kỳ chuyên sử dụng cho máy cắt cỏ và cưa xích bơm mini Nhật Bãi, em bán giá cho các bác là 100 ngàn một bình. Đấy. Và hôm nay thì lên cho các bác là gồm có tất cả là 14 cây. Máy bên em thì đã đều dọn nổ vệ sinh hết rồi các bác nhé. Về nhà các bác sẽ không mất thêm 1.000 tiền sửa nào nữa. Về nhà chỉ việc châm xăng phá nhớt rồi rũa lại mình dùng thôi. Đấy. Và trong đó thì bơm nước mini này có lên cho các bác là 4 cây. Những dòng máy bơm nước cực kỳ cơ động, rất là tiện lợi. Các bác có thể xách được đi mọi nơi, mọi trường hợp. Đấy, nó không như máy động cơ, máy motor điện, các bác mình phải nối điện rất là rườm rà. Nhưng mà máy bơm nước mini này thì các bác mình chỉ cần xắt ra, mình đổ xăng pha nhớt vào rồi mình bơm nước thôi. Rất ngắn gọn nhé. Rồi, hôm nay thì lên cho các bác lô, ngày hôm nay là lô thứ hai đầu tuần và là lô chữ Q các bác nhé. Lên cho các bác cây đầu tiên, mã số là cây Q1. Và cái này thì có tên cho các bác là một con máy bơm nước của thương hiệu bơm Robin. Cái này thì có tên cho các bác này, Robin này, EC02EHR. Đấy, dòng máy bơm siêu mini của Robin rất là nhỏ gọn. Cái này thì nặng cho các bác riêng cái đầu máy không này, cả bơm này cho các bác khoảng tầm 3 cân 3 cân rưỡi thôi, rất là nhỏ gọn. Cái này thì sử dụng ống hút cho các bác là hoàn toàn là ống 34 nhé, ren 34, xả ra cho các bác cũng là 34 ly và giảm xuống 25 27 20 21, nhỏ hơn nữa cũng đều được. Đấy, tình trạng nòng hơi này zin tuyệt đối nhé, dòng máy bơm của Nhật. Đây, nó ghi cho các bác này, engine pump boomer. Đấy, và bơm được mức nước cho các bác là được 110 lít trên 1 phút này. Kéo quận ốc dâu ống dốc cho mình là được 35 m, đường trường đường xa là 114 m. Đấy. Bơm nặng có 3 cân rưỡi thôi, rất nhỏ gọn. Cái này thì dùng khóa xăng các bác nhé. Rồi, em giật nổ các bác nghe thì cái đầu tiên, mã số cho mình là con Q1. Đóng nghe này, mở e giật. Máy bé bé mà nổ gà rất là gắt cho các bác luôn. Mã số cho mình là Q1 nòng 30-31 ni, báo giá cho các bác có 1.150.000 thôi. Cái đầu tiên, mã số Q1. Tiếp theo, em lên mã số Q2. Con này phải gọi là con bơm đẹp nhất từ bữa đến giờ đây. Đấy, siêu siêu đẹp luôn. Bơm của thương hiệu Robin nhá. Cái này thì có tên cho các bác là Robin này. Nó cũng có tên là Robin EC02EHR.
Đấy, công suất của nó cũng là 20cc nòng 30-31 ni. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Đây, chế chiếc này. Rồi à, nòng hơi này, bô viếc này, hay bình xăng đều zin hoàn toàn. Được cái bình xăng rất là đẹp, bình xăng zin mà còn rất là đẹp luôn, các bác nhìn cái bình xăng này. Đấy, có chữ tem mác của Robin nhá, tem zin. Rồi các bác nhìn ốc arc này, vàng chóe bảy màu luôn. Đấy, siêu đẹp. Con này bơm này rất là mới. Đây là tay cầm nha các bác nhá. Và nó sử dụng đây, có hai chân trống này. Cái này thì sử dụng ống hút cho các bác cũng là ống hút 34 luôn nhá. Và xả ra cho các bác cũng là 34 ly, giảm xuống 25, 27, 22, 21 nhỏ hơn đều được. Đấy, các bác nhìn sơ qua cái buji là biết độ đẹp này. Quá mới. Đấy, buji Nhật nhá. Tình trạng chế chắc nó nguyên zin luôn. Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con Q2, con bơm nước của Robin. Rồi, giật nổ. Rất là gắt, bồ rất là giòn nhá. Mã số cho các bác là Q2, con này nòng 30-31 ni, báo giá cho mình có 1.200.000 thôi. Mã số cho các bác là Q2. Tiếp theo, em đến mã số cho các bác là cây Q3, cũng là một con máy bơm mini nữa của thương hiệu bơm Maru nhá. Cái này thì có tên cho các bác là bơm Maru này, dòng PP252MA. Công suất này sẽ là 25cc và nòng của nó nòng 34 ly. Đấy, 34 ly 25cc của Maru. Đấy, nhiều bác mình đang sử dụng máy cắt cỏ mà thương hiệu của Maru thì các bác có thể biết dòng này xài rất là thích. Đấy, tiết kiệm xăng này, dễ nổ này, nhẹ này. Đấy, dòng này nhá. Đặc biệt cái là nó có trợ lực nữa. Nhiều bác mình lớn tuổi này, con này nó có trợ lực này, kéo nó xong là thả ra là nổ đây. Đấy, chế thì chế One Pro Zin, chế tự động một kim thôi nhá, nắp xăng kín để mới luôn. Và con này thì có sử dụng cục sạc khí riêng nằm sau này. Đấy, tình trạng bơm biếc này, bóng rất là đẹp. Đấy. Và sử dụng ống hút cho mình cũng là ống hút 34 các bác nhá, ren 34, xả ra cho bác đây, cũng là 34 và giảm xuống 25, 27, 20, 21 nhỏ hơn đều được. Mức nước này, bơm được 110 lít trên 1 phút nhá, kéo quần ống dốc sâu cho mình được 36 m. Đấy. Và đường xa thì được 114 m. Nặng cho bác con này được tầm khoảng 4 cân nhé, 4 cân. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho các bác là con B3, con bơm Maru xanh này. Mã số cho các bác, cái này là con B3 nhé. Con này thì nòng 34 ly, báo giá cho các bác là 1.500.000. Đấy, thương hiệu này thì lúc đợt này nó cũng rất là đắt, bơm Maru. Bữa trước em cũng hay bán tầm khoảng 1.400.000 thôi, 1.400.000, 1.500.000. Tiếp theo, em lên cho các bác là con P4. Lại một con máy bơm nước mini nữa, nhưng mà bơm này là bơm của dòng bơm Cosin. Đặc biệt, con bơm này nó sẽ khác ba con bơm trước, vì con này là sử dụng hoàn toàn là động cơ chạy xăng trắng của Cosin nhé, bơm 4 kỳ của Cosin. Và có tên cho mình là Cosin K35. Công suất này sẽ là 35cc, nòng của nó là nòng 38-39 ni. Sử dụng chế cho bác là chế One Pro Zin, chế tự động 1 kim nhé. Rất là thích hợp cho các bác nào mình mới sử dụng máy bơm nước lần đầu. Về nhà các bác chỉ việc mua xăng trắng RON 9295, đổ trực tiếp vào cái bình đó nó dùng thôi. Đấy, ưu điểm rất là dễ dùng. Và phần bên này thì nó có cái nắp để các bác mình châm nhớt nhé. Sử dụng nhớt động cơ 4 kỳ của xe máy. Mỗi lần mình châm nó còn dư một chút, mình sẽ châm ở đây. Nó tác dụng là nhằm để làm mát máy nhé. Và tình trạng nó này, bơm rất là đẹp, bơm của Cosin nhé. Đấy, con này thì sử dụng ống hút cho mình là ống hút vào 34 các bác nhé. Và ra cho các bác cũng là 34 ly, giảm xuống 25, 27, 22, 21 nhỏ hơn đều được. Đấy, tình trạng này, toàn dập là Cosin hết, mình ra bán hết này, các bác nhìn này. Đấy, trong nóc cũng vậy. Đây, nóc máy cũng dập luôn. Đấy. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con Q4 nhé.
Đấy, tiếng nổ của động cơ của 4 kỳ của Cosin thì rất là êm. Đấy, êm, nó không như cái dòng 2 kỳ thì nổ bốc, nổ gắt, nhưng mà dòng 4 kỳ thì sẽ êm hơn. Con này thì mã số cho các bác là Q4 nhá. Con này thì Q4, nòng 39 ni, 4 kỳ, báo giá có 1.650.000 thôi. Đấy. Tiếp theo, em lên cho các bác là con Q5, một con máy cưa xích nhá. Con này thì có tên cho các bác là con cưa của thương hiệu Talaka. Con cưa của Talaka nhá. Đấy. Con cưa Talaka, còn đặc biệt cái dòng này là dòng cưa mini. Đấy, mini. Và con này có tên cho mình là cưa PMS này, 330A. Này 330A. Cú số này sẽ là 33cc, nòng 3738 ni. Sở hữu cho các bác là Nam 4 tấc zin và đang sở hữu là xích chung 91 các nhá. Chung 91 rất là trơn tru. Đấy, nhiều bác mình đang cần mua những cái máy cưa xích mà gọi là cực kỳ nhỏ gọn. Về mình có hay gọi là trồng cây gọi là cà phê này, trồng sầu riêng, cam quýt. Đấy, mình cần cắt tỉa nhỏ gọn hoặc cây sâu đục thân các thứ đấy. Đấy, dòng này cưa rất là ngọn. Đấy, nặng có 3 cân rưỡi thôi. Siêu mini. Đấy. Con này thì có cả vú bơm xăng phụ này, giúp máy rất dễ dễ nổ. Đấy. Phần trước thì đổ xăng pha nhất để làm nổ máy này, phần sau thì đổ nhớt để bôi trơn âm xích nhá. Công tắc đây. Đấy, để mới luôn nhá. Và tem mác còn này. Con này màu đỏ xám. Đấy. Rất đẹp. Đặc biệt dòng này chạy rất là chắc chắn luôn. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con Q5 các bác nhá. Mã số cho các bác là Q5, con này nóng 3738 ni, báo giá cho mình có 1.700.000 thôi. Mã số cho các bác là Q5. Tiếp theo, em lên mã số cho các bác là cây Q6. Đây là một con máy cưa mini, cưa tay dài của Mỹ các bác nhá, của Mỹ. Đấy, cưa dòng Homani. Đây, các bác nhìn cái cưa đỏ này, siêu đẹp, tem mác, các bác nhìn cái nam của nó này, rất là mới. Đấy. Con này thì có tên cho các bác là cưa của Homani. Đấy, và nó ghi cho mình là Homini Taiwan và quả USA. Đấy, USA sản xuất. Con này thì công suất của nó sẽ là, đây, nó tên cho mình là cưa Homini 10734R. Công suất này thì sẽ là 34cc và nòng của nó cũng là nòng 38-39 ni các bác nhá. Sử dụng cho các bác là Nam 4 tấc zin. Đây, Nam còn nguyên chữ Homini. Cái này thì bộ xích của nó hơi cũ một chút rồi. Về nhà các bác mình chịu khó rũa lại hoặc là thay xích mới chạy rất là ngon. Đấy, cưa của Mỹ xài rất là bền luôn. Các bác nhìn này, siêu chắc chắn. Đấy. Hơn 1 triệu bạc mà các bác mình dùng con cưa này, nó độ chắc chắn rất là cao, tình trạng bô động này nguyên zin tuyệt đối hết các nhá. Cái đây phần này là cái phần chỉnh gọi là chỉnh độ ra nhớt nhá. Đây, chỉnh ra nhớt bằng tay này. Đấy, các bác chỉnh mức 4 là cao nhất này. Đấy, chỉnh nhớt bằng tay luôn. Và đổ xăng thì xăng nhớt thì đổ hai phần nắp, đây là nắp đổ xăng này các bác nhá. Và đổ nhớt thì nó sẽ ghi đây. Đấy. Tình trạng này, nặng cho bác khoảng tầm 4 cân đấy, rất là chắc chắn. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con con này là con Q6 các bác nhá. Q6, con cưa Homini đỏ. Rất là gắt luôn. Mã số cho mình là Q6 nòng 38 ni, báo giá có 1.700.000 thôi. Mã số cho các bác là Q6. Tiếp theo, em lên cho các bác là cây Q7 nhá. Và đây là một con máy cưa xích của dòng cưa Makita, dòng cưa tay dài. Đấy. Phong dáng dòng cưa này thì nó rất là giống cái dòng cưa mà tay dài mà em đợt trước mới cách đây khoảng tầm 2 tuần em bán đấy, dòng cưa gọi là Echo tay dài V3400 đấy. Đấy, rất là giống luôn. Cái này sở hữu cho các bác cũng là Nam 4 tấc zin nhé các bác nhé, 4 tấc zin. Và xích, cái này thì đang sở hữu xích mini, xích chuột nhỏ. Đấy, rất là trơn tru luôn. Đấy, đặc biệt cái form dáng của dòng cưa này thì rất là nhẹ các bác nhé, siêu nhẹ rồi. Nó nặng cho các bác khoảng tầm 4 cân thôi, 4 cân, có trợ lực nhé.
Và con này dùng phú bơm sông phụ này, giúp máy rất là dễ nổ luôn. Đấy, tình trạng này bô bọng vỏ viếc đỏ au luôn. Đấy, nam thì đi nam hai chân ốc cực kỳ chắc chắn. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Tình trạng này. Và khi sử dụng thì bác để giúp em là phần trên thì sẽ đổ xăng pha nhớt để làm nổ máy này, và phần dưới thì sẽ đổ nhớt để bố trên 5 xích nhá. Nhớt 4 trên 5 xích. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là cây Q7 con Makita này. Đóng kẹo này. Đóng nghe. Mã số cho các bác là Q7, con này nòng 37 ly, báo giá có 1.800.000 thôi các bác nhá. 1.800.000. Giá đã bao ship và tặng đủ đồ rồi. Tiếp theo, em lên cho các bác là con Q8, và đây là một con máy cưa tay dài nữa của thương hiệu Talaka, rất là đẹp. Dòng cưa Talaka rất là chắc chắn, form dáng vuông. Cái này thì có tên cho các bác là Talaka ECS này, 33E3359 nhá, 3359. Do Made in Japan sản xuất ở đây. Cú sốc tiếng nói thì sẽ là 33cc, nòng cũng 37-38 ly luôn. Và đang sở hữu cho các bác là nam 4 tấc zin luôn các bác nhé, 4 tấc zin luôn. Và đi xích cho các bác là xích trùng 91 nhé, xích trùng 91. Đấy, có vu bơm xăng phụ giúp cho máy rất dễ nổ luôn. Và phần trên thì các bác cũng sẽ đổ xăng pha nhớt để làm nổ máy này. Phần dưới thì sẽ đổ nhớt để bôi cho làm xích nhá. Và công tắc đời mới bật lên hắt xuống. Con này thì đi cho các bác là nam 1 chân ốc. Đấy, 1 chân ốc, bộ bọng thì siêu sáng rồi. Cái này thì các bác sử dụng cưa gia đình, cưa cơ cây mà cưa bằng bắp đùi trở lại, cưa rất là ngon rồi. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số con Q8 nhé, con cưa Talaka này. Từ, đóng nghe. Rồi, giật. Đóng nghe lại. Cái này nhớt ra rất là trơn tru các bác nhé. Mã số cho các bác là Q8, con này nòng 38 ly, báo giá cũng có 1.800.000 thôi. Mã số cho các bác là Q8. Tiếp theo, em lên cho các bác là cây Q9, và đây là một con máy cưa tầm trung đổ lại. Đấy, cưa này của thương hiệu dòng Shindaiwa các bác nhé, Shindaiwa hàng sọp này. Đấy, có trợ lực nhá, cái này có trợ lực. Cái này có tên cho các bác là Shindaiwa SS E300S. Đấy, thương hiệu SD của Shindaiwa nhá. Cú sốc này sẽ là 30cc, nòng cũng 37-38 ly. Đấy, 37-38 ly. Đặc biệt con này thì sở hữu cho các bác là nam nam nhỏ, nam không được dài lắm, nam 3 tức rưỡi thôi. Rất là gọn, nhẹ, đấy, dễ dùng, tầm trung nhá, nòng đứng. Đấy, và con này có trợ lực này, giật trợ lực rất là nhẹ luôn. Và con này thì đặc biệt một cái là có cả khóa lam sên. Các bác có thể neo trèo thoải mái luôn nhá. Đây, các bác nhìn bộ sợi xích của nó này, còn rất là mới luôn. Đấy, xích Nhật mà còn rất là đẹp nhá. Rất là trơn tru. Đây, các bác nhìn xích này, rũa một tí xíu thôi là cắt rất là ngon luôn. Đấy, đặc biệt cái là có khóa lam sên, neo trèo thoải mái, ăn rất an toàn. Cái này thì có vu bơm xăng phụ giúp máy dễ nổ các bác nhá. Và công tắc này. Đấy, e gió phần bên cạnh này nhá. Dòng Shindaiwa sọp. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con con này là con mã số Q9. Rồi, giật nổ. Mã số cho các bác là Q9, nòng cũng 38 ly, báo giá cho mình có 2.150.000 thôi các bác nhé. Mã số cho các bác là Q9. Tiếp theo, em lên cho các bác là cây Q10, và đây là một con máy cưa màu trắng. Đấy, đợt vừa rồi thì đa số cho các bác là đều màu cam này, màu đỏ này, thì màu vàng nhiều, nhưng mà chưa có màu trắng. Thì hôm nay lên cho các bác có một con màu trắng đây, dòng cưa của Echo nhé. Đấy, cái này thì có tên cho các bác là Echo Echo Curit này,
GC35A nhé. Con này thì có số series đuôi là 579 và do tập đoàn Zamabico sản xuất, made in Japan đây. Cú số này sẽ là 35cc, nòng cũng 38-39 ni. Con này sở hữu cho các bác là lam 4 tấc zin các bác nhá, 4 tấc zin, và đang sở hữu xích chung là xích chung 91, cực kỳ trơn tru luôn. Đấy. Con này thì các bác có thể cưa tỉa to sử dụng gia đình rất là êm nhá. Con này thì có giật trợ lực này, đặc biệt một cái là có trợ lực tập trung cưa nòng đứng mà có trợ lực nhá. Và khi sử dụng thì các bác để giúp em là phần sau này, các bác sẽ đổ xăng pha nhớt để làm nổ máy này. Phần trước thì các bác sẽ đổ nhớt để bôi trên nòng xích nhá. Và tình trạng bô bọng này siêu đẹp. Đấy. Con này thì thiết kế cho bác là nòng đứng nhá, nòng zin, nòng đứng. Đấy. Tình trạng nguyên zin rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì không còn khóa làm sên nữa nhá. Các bác để giúp em là không có khóa làm sên. Và e gió là e gió tự động luôn. Đấy. Khi các bác mình đóng nghe này, giật nổ là nó nổ lên rồi các bác bóp cò ga này. Đấy, tự động bóp vào. Đấy, có vum xăng phụ giúp máy rất là dễ nổ luôn. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử cho mình là con mã số cho mình là con Q10 nhé. Q10, rồi giật nổ. Từ đóng nghe nè. Rồi. Mã số cho các bác là Q10 nòng 38-39 ni. Cái này báo giá cho mình có 2.250.000 thôi. Mã số cho các bác là Q10. Tiếp theo em lên mã số cho các bác là cây Q11 các bác nhá. Và đây là một con máy cưa xích rất là đẹp. Này các bác nhìn này. Đấy, các bác nào thích độ đẹp mà sử dụng gia đình lấy con này nhá. Cưa cây, cưa đồ bằng cỡ khoảng tầm 20-30cm đổ về, lấy dòng này. Đấy, form dáng đời mới. Cái này thì có tên cho các bác là một con máy cưa xích của Echo. Echo ghi cho mình là Echo này CS3411G. Đấy. Số series đuôi cho bác là 4175 của tập đoàn Zamabico. Cú số này thì sẽ là 34cc và đang sở hữu cho bác là lam 3 tấc rưỡi zin. Đi nam thì đi nam 2 chân ốc, cực kỳ chắc chắn. Con này thì có vú bơm cho bác là vú bơm xăng phụ nhá, giúp cho máy rất là dễ nổ. Và tình trạng e gió là e gió tự động luôn. Đấy, cũng là e gió tự động. Tình trạng thì đều nguyên zin hết. Có khóa lam sên, neo trèo thoải mái luôn. Đấy, đặc biệt cái là cũng dùng giật trợ lực nhá. Và khi sử dụng các bác cũng sẽ để ý giúp em là phần sau thì sẽ đổ xăng pha nhớt để làm nổ máy này. Phần trước thì lại đổ nhớt để bôi trên nòng xích nhá. Tình trạng này, màu sơn nguyên zin mà còn rất là đẹp. Sơn xiếc đều nguyên zin hết. Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số Q11 các bác nhá. Mã số Q11 con Echo CS3400. Rồi, giật nổ. Mã số cho các bác là cây Q11 nhá. Con này nòng 38-39 ni. Em báo giá cho mình có 2.250.000 thôi. Mã số Q11 rất đẹp. Đấy. Tiếp theo em lên cho các bác là con Q12. Và đây là một con máy cưa xích của dòng Shindaiwa các bác nhá. Shindaiwa. Và con này thì có tên cho mình là Shindaiwa 352 đấy. 352-353. Con này thì công suất của nó thì sẽ là 35cc. Và nòng cũng là nòng 38-39 ni. Mà các bác nhìn sơ qua độ đẹp con này. Con này phải gọi là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Dòng Shindaiwa này thì form dáng nó không nặng đâu nhé, không lớn. Đấy, không lớn nhá. Nặng cho mình khoảng tầm 4 cân rưỡi thôi. Rất gọn, nhẹ, dễ dùng. Đặc biệt nam của nó này, nam 4 tấc zin. Xích thì đang sử dụng xích mini xích chuột, nhưng mà cái nam còn có nguyên chữ Shindaiwa, cực kỳ mới. Đấy, nòng của nó cũng là nòng đứng nhá. Nòng đứng đi nam 2 chân ốc, cực kỳ chắc chắn. Và con này thì có vuông xăng phụ giúp cho máy rất là dễ nổ luôn. Đấy, tình trạng này, nguyên zin, form dáng rất đẹp. Đấy. Dòng cưa Shindaiwa. Và khi sử dụng các bác cũng sẽ để ý giúp em là phần dưới này, các bác sẽ đổ xăng pha nhớt để làm nổ máy nhá. Và phần trên thì bác sẽ đổ nhớt để bôi trên nắp xích. Đấy, nắp đen thì đổ nhớt và nắp đỏ thì sẽ đổ xăng. Và con này thì có hai chỉnh xăng, chỉnh gió này, chỉnh ga ti đây. Đấy. Tình trạng này, ga ghiếc nguyên zin, công tắc đầy mới luôn.
Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe từ mã số con Q12 Cinewa 352. Rồi, giật nổ. Nổ cho các bác cực kỳ chất lượng. Mã số cho mình là Q12 nòng 3839i. Cái này báo giá cho các bác có 2.500.000 thôi. Mã số Q12, một con máy Cinewa. Tiếp theo nên cho các bác là con Q13 các bác nhá, con Q13. Và đây là một con máy cưa xích của dòng cưa Cinewa nữa, nhưng mà con này thì đặc biệt hơn cho các bác là có trợ lực nhá. Và cái này thì có tên cho các bác đây, Cinewa E1036S. Đấy, của thương hiệu Cinewa này, do Kyoto này, do Kigo và do Made in Japan sản xuất. Con này thì công suất của nó thì sẽ là 36cc, nòng cũng 3839i. Đang sở hữu cho các bác là nam 4 tấc zin luôn các nhá, 4 tấc zin. Và con này thì sở hữu cho các bác là xích thì xích mini, xích chuột nhỏ, nhưng mà đặc biệt cái xích còn nó rất là dày. Đấy, rất là đẹp, xích còn rất là đẹp các nhá. Này, xích này còn rất là sắc luôn. Đấy, về nhà các bác có thể cắt được gỗ luôn nhá. Con này thì đặc biệt cái có trợ lực, các bác là mình lớn tuổi không dùng được máy cưa lớn này, lấy dòng này. Đấy, nhà mình không có cây lớn nhiều, đa số có cây vừa vừa như tầm bắp đùi, hơn bắp đùi một chút trở lại thì các bác lấy dòng này nhá. Đi nam cho các bác là nam 2 chân ốc, cũng cực kỳ chắc chắn. Tình trạng này, nòng hơi bô biếc này, nguyên zin tuyệt đối hết. Đấy, máy móc liền lạc, không bể vỡ gì, có vuông xăng phụ, dễ nổ luôn. Nặng cho các bác khoảng tầm 4 cân rưỡi luôn nhá. Đặc biệt cái là em thích nhất dòng này có trợ lực. Đấy. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con Q13. Mã số cho các bác là Q13, con này nòng cũng 39i, báo giá cho các bác có 2.400.000 thôi. Con này thì có cả hàm rồng này, hàm rồng sửa gỗ. Tiếp theo nên cho các bác con cuối cùng nhé. Và đây là một con máy cưa xích của dòng cưa Echo. Đấy, nhiều bác mình hỏi rất là nhiều con này. Echo nòng đứng con này rất đặc biệt, cái rất là đẹp. Các bác nhìn này, thứ nhất là màu sắc máy này. Đấy, các bác để ý cái cò ga này, màu sơn này, màu sắc vỏ viết quá đẹp. Đây, màu này như màu mới luôn. Đấy, đặc biệt cái nam này như máy đập thùng, quá đẹp. Đấy, nam Echo nhá. Nam của nó đặc biệt cái là nam Latin, có đầu Latin nội thép và có lỗ tản nhiệt riêng, nam của Echo. Và con này thì thương hiệu của Echo CFV3361. Con này công suất của nó là 36cc, nòng 40i nhá. Và đặc biệt cái là nam đi cho bác là nam 2 chân ốc, cực kỳ chắc chắn. Và nòng là nòng hơi nòng đứng, bô zin. Đây, các bác nhìn cái nam của này, cực kỳ chất lượng. Đấy, nam này riêng bộ nam không cũng 3-400k rồi. Đấy, các bác nào mình cắt sử dụng gọi là cưa khai thác tầm trung gia đình trở lại nhá, các bác gọi là cưa keo cưa đồ cũng có thể cưa được rồi. Đấy, các bác này con này, đấy, cưa rất ngọn nhẹ, nặng cho bác khoảng tầm 5 cân nhá. Đấy, quá đẹp luôn, siêu mới. Đấy, rồi em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số cuối cùng con là Q14. Và khi sử dụng các bác cũng sẽ để ý giúp em là phần sau thì các bác sẽ đổ xăng pha nhớt để làm nổ máy này, phần trước thì sẽ đổ nhớt để bố trí làm xích nhé. Giật nổ để cho rồi, giật nổ của con cuối cùng này. Từ đó.
Mã số cho các bác, cây này là con Q14 nòng 4 mini, báo giá cho mình là có 2.600.000 thôi. Mã số cuối cùng Q14. Đấy, rất là đẹp. Siêu mới luôn. Rồi, hôm nay thì em cũng phải tranh thủ lên cho các bác là có một nô máy cưa xích và máy bơm mini Nhật bãi. Đấy, tình trạng máy rất là đẹp và đồng đều. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy trên nhé, thì liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng này. Số của em là 0947594 và có số 678 đuôi. Số này thì em luôn dùng Zalo và kênh BM là kênh shop Trung Nghĩa với Nhật bãi. Các bác mình mua hàng là em không lấy tiền cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ rồi mới thanh toán. Giá trên thì em đã bao ship và tặng đủ đồ. Video em tới đây cũng rất là dài rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại những video của lần sau. Thank you.